Con B thì nó kêu là bê. À, đấy là con mẹ rồi, đúng không? Vương khỏe ghê đấy nhở. Đấy, động cơ chạy bằng cơm này. Khỏe ghê đấy. Ui. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt đến rồi. Thưa quý vị và các bạn thì hiện tại bây giờ Đạt đang có mặt tại Phúc Lâm Bảo Đường. Và trên tay Đạt đây là một lá thư được gửi từ nước Pháp xa xôi. Đây, quý vị xem này. Đấy, nhận được một lá thư từ một vị khán giả từ nước Pháp. Cái này không biết là ở thành phố nào đây nhỉ? Hiệp có thể xem giúp cho anh là ở thành phố nào không? Em Frank này. Thấy mới Pháp thôi. Đây, gửi cho này, Bùi Duy Đạt, Phúc Lâm Bảo Đường. Tâm linh bát đầm. Cái này là chú viết sai này, đây là Tản Lĩnh ba bát đầm. Bát đầm Tản Lĩnh Ba Vì Hà Nội. Đấy. Rất là vui khi mà nhận được tâm thư của một vị khán giả ở nước Pháp. Còn nội dung bức thư thì Đạt xin được phép bí mật, tại vì là đây là bảo mật thư tín mà. Còn đây, quý vị có thể thấy cái khuôn mặt rạng ngời của bé Dũng khi mà được về Phúc Lâm Bảo Đường. Con chào quý vị khán giả đi con. Con chào quý vị khán giả. Thế con về Phúc Lâm Bảo Đường con thấy thế nào? Con thấy vui. Vui à? Thì hôm nay hôm qua là ngày thứ hai con ngủ tại Phúc Lâm Bảo Đường rồi nhỉ? Ừ, thế con ngủ có ngon không? Con có. Thế tối đến là con ngủ với ai? Con ngủ mẹ, em Trá với chú Thích. À, em Trá với chú Thích à? Ừ, anh Trá chứ? Anh Trá. Ừ. À, thế hôm nay con đã uống thuốc chưa? Ai cho con uống thuốc? Anh Trá. À, Trá cho con uống thuốc à? Uống đúng không? Có. Ừ, thì con uống thuốc này lâu rồi, con biết cách uống và với liều lượng các thứ chứ nhỉ? Đúng không? Và bố cũng đã dặn anh Trá rồi, là cứ thế mà cho uống thôi. Thế hôm nay con có thấy mệt mỏi ở đâu không? Không ạ. Thế tí nữa liệu có đi cùng bố được không? Đi đâu ạ? Đi từ thiện. Có. Con biết bà Chát không? Con xem video bà Chát bao giờ không? Có à? Bố đi đón anh Trá chứ? Ừ, tí nữa đi đón anh Trá xong thì bố con mình đi ra nhà bà Chát nhá. Anh Trá có đi không? Có. Thưa quý vị là Dũng này rất là quý Trá, cho nên là lúc nào cũng nói cái gì cũng nhắc đến Trá thôi. Đấy. À vâng, thưa quý vị thì hôm nay cũng Đạt cũng muốn giới thiệu với quý vị là cũng rất vinh dự là có một bệnh nhân trở về từ Thụy Điển này, và một bệnh nhân trở về từ đảo Sip thuộc Anh. Đấy, thì hôm nay là chúng ta hãy cùng giao lưu với hai bệnh nhân đó nhá. À, đi lên đây. Đi con. Sáng nay con gặp mẹ chưa? Mẹ Duyên vào chưa? Mẹ Duyên vào rồi. Ờ. Mẹ Duyên đang ở trên gác ấy. À thế à. Ừ, thế lên đây. Đấy quý vị ạ, chắc là chỉ còn khoảng độ một tháng nữa thì đến Tết thôi. Cho nên là một tháng đến Tết là em anh Trá về. Ừ. Sắp Tết là Đạt sẽ đưa Trá về Hà Giang, sau đó là ra Tết thì Đạt lại quay trở lại đón Trá. Ba ạ. Thưa quý vị thì đợt này Phúc Lâm Bảo Đường thì cũng đang có khoảng độ hơn 30 bệnh nhân lưu trú. Còn lý do vì là đợt này là sắp đến Tết rồi, thế cho nên là mọi người còn phải tập trung kiếm tiền để ăn Tết. Cho nên là chắc là ra Tết là sẽ rất là đông. Đấy. À, đây là chú trở về từ Thị Sĩ đây. Bố cho con về nhà thử anh Trá nhá. Ok, thế thì Tết về nhà anh Trá cùng bố nhá. Vâng. Ừ. À đây, con chào chú ạ. Chào. Vâng. Đây con cũng đang chia sẻ với quý vị khán giả ở kênh của con. Rồi. Là chú là trở về từ bên Thụy Sĩ đúng không ạ? Vâng. Chú có thể cho con hỏi là chú tên là gì và chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi không ạ? Chú tên là Nguyễn, Tony Nguyễn. Vâng ạ. Năm nay 62 đúng rồi. 62 tuổi ạ. Ừ. Thì chú làm ở Thụy Sĩ là chú ở bang nào ạ? Hay là chú ở bên mé bên vùng đất, nói bằng tiếng đất. Vùng đất ạ?
vùng Đức, Đức á. À, vùng Đức. Ở gần Đức, gần Deutschland. À, thế ạ. Tiếng Đức thôi. Vâng. Thế thì cho cháu hỏi là khi mà đến Phúc Lâm Bảo Đường này thì là chú bị gặp tình trạng gì về sức khỏe đấy ạ? Ờ, khi chú thì bị tai biến cách đây khoảng có 3 năm rồi. Vâng ạ. Nhưng mà đã theo dõi trên kênh YouTube của Đạt đến rồi đó. Vâng ạ. Thì mình cũng rất là đặt niềm tin vào cái Phúc Lâm Đường này. Dạ vâng. Nói chứ mình ở bệnh viện bên kia là cũng gần 2 tháng. Vâng ạ. Nhưng mà xem được cái video clip YouTube này thì thấy là mình cũng đặt niềm tin ra. Dạ vâng. Thế thì chú bây giờ hiện tại bây giờ chú có đau ở đâu không? Và cũng... Thì mới thật sự ra mới sáng nay anh Lập gì đó. Ảnh kéo tay kéo chân thì rất là ổn. Và cái tay bây giờ là nó hiệu quả liền đó. Vâng, đúng. Nó rất có hiệu quả. Vâng. Đấy, nhưng mà những cái vấn đề về xương khớp là khi sau khi nắn chỉnh là chúng ta sẽ thấy hiệu quả ngay luôn. Đúng rồi, thật sự là thấy hiệu quả lên nữa. Vâng. Nó rất là tốt, tại hồi xưa là cái dài nó đi xuống, bây giờ nó hết rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bác Lập bảo là phải một vài ngày thì nó mới ok, nhưng mà... Vâng. Đúng rồi. Chú hôm qua chú chia sẻ với cháu, chú còn xác định là ở đây nửa tháng cơ mà nhỉ? Có, đúng rồi. Hay là ở đây ăn Tết luôn chú? Là tháng 7 này chú sẽ về một mình với vợ là ở đây. À, nhưng vâng mà chắc có lẽ là đi chuyến về thẳng Hà Nội rồi tới đây luôn. Vâng ạ. Vâng. Chứ còn cái chuyến kia là chú đi từ Sài Gòn ra. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì cháu chúc chú sức khỏe nhá. Ok, mau chóng cải thiện sức khỏe. Tất cả là chú đặt niềm tin về Đạt rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Vâng. Chứ chú... Đạt cái chân bằng tuổi chưa con chú chứ không có nhiều đâu. Dạ vâng, cháu sinh năm 1992. À, vậy con nhỏ hơn con chú sinh năm 1988 mà. À thế ạ. Vâng ạ. Vâng. Thế thì chú có lời nào muốn nhắn nhủ tới quý vị khán giả kênh của cháu không? Có thì nói chung là Phố Long Đường này là nơi trị bệnh rất là tốt và đặt niềm tin vào. Dạ, vâng. Thì mình thì đi rất là nhiều nơi, nhưng mà mình rất là đặt niềm tin. Mới sáng giờ thôi, không có những vấn đề gì hết. Tự nhiên là cái vai bây giờ nó nhẹ rồi. Vâng. Cũng rất là mừng. Vâng. Nói thật rất là mừng. Vâng ạ, tuyệt vời. Như là quý vị mà anh em coi clip của Đạt đến rồi thì là hãy đặt niềm tin vào Phố Long Đường. Dạ vâng. Thôi, cháu cảm ơn chú nhá. Ok. Tốt đẹp chưa? Quá ok rồi. Vâng. Đi lên đây. Đi lên đây nhá. Vâng, thưa quý vị thì Đạt vừa mới tiếp nhận thông tin là cô Xuyến trở về từ đảo Sip này, đang ở trên này. Lên để xem là cô đâu rồi. Con chào cô ạ. Cô có phải là cô Xuyến không ạ? Không phải. Đâu? Cô cho cháu gặp cô nào mà mới trở về từ đảo Sip đấy ạ? À? Cô đấy áo hồng đấy con. Dạ? À đây cô ạ. À. Con thế mà bạn kế toán ở dưới bảo con là cô tên là cô Xuyến không phải? Cô là cô Xuyến. À cô tên là Xuyến ạ? Ừ. À, thì lúc này cháu hỏi là cô Xuyến, cô bảo không phải. Đâu, cô bảo cô đây đây. À đấy ạ, à? Vâng. Cháu xin lỗi. Thế thì cháu cũng vừa mới tiếp nhận thông tin là hôm qua cô mới về đến đây hả cô? Không, có về gần một tháng rồi nhưng cô có việc bận quá ở trong nhà, thế là bây giờ mới ra. À vâng, ừ. Ý là hôm qua cô mới lên đến đây hôm đúng không? Hôm qua cô mới lên đến đây. Dạ vâng. Thì cho cháu hỏi là khi mà đến đây thì tình trạng sức khỏe của cô như thế nào ạ? À, sức khỏe của cô á, bình thường vì cô bị thoái hóa đốt sống cổ này. Vâng. Cô đoán là thế tại vì nó đau lắm ấy. Vâng ạ. Nhức mỏi này, nhưng mà sau cô tập yoga thì nó cũng đỡ nhiều. Vâng. Nhưng mà cô cũng có cảm giác như thí dụ mình đi làm nhiều ấy thì là nó lại đau vâng. Nhiều. Vâng. Thế là cô về là cô quyết định bỏ lên đây, cô theo dõi cái clip của cháu rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Thấy bác Lập nhỉ. Bác nắn chỉnh cho mọi người một tí đã đi được ngay, cảm thấy như một phép màu á. Vâng. Sao làm bị mất điện. Ừ. À chắc là đang sửa điện. Ừ. Thế cô thấy thích lắm này, cô quyết định cô lên đây để thử xem nào. Nhưng mà từ hôm qua giờ cô mới làm có 2 lần nhưng cũng thấy đỡ nhiều. Vâng, ừ, nói chung là cái về đốt sống cổ, tất cả các bệnh về xương khớp thì nói chung là Phúc Lâm Bảo Đường này đúng thì rồi. Điều trị rất là tốt, nên cô yên tâm. Thế ừ. Cho cháu hỏi qua một chút thì cô là chính thức là cô ở nước nào nhỉ cô nhỉ? Cháu cô ở đảo Sip rồi. Đảo Sip ạ? Ừ. À, theo cháu được biết về kiến thức lịch sử thì hình như là đảo Sip là thuộc địa của nước Anh đúng không ạ? Đúng, chắc là thế đấy. À. Vì cái lúc cô mới sang ấy thì là cô thấy
đông người Anh lắm, nhưng mà kiểu vài năm sau thì hình như là họ tách ra cái khối châu Âu đấy, khối khối 7G đấy. Vâng. Thì là họ cũng rút về nhiều, nhưng mà bây giờ cũng cũng còn nhiều người ở đấy, tại vì cái nước, cái đảo đấy nó yên tĩnh, nó không khí của nó sạch sẽ. Vâng. Không khí trong lành, rồi là nắng quanh năm. Vâng. Đông người đến du lịch lắm. À, vâng, cái đảo Síp là đảo du lịch mà. Đúng rồi, đảo du lịch. Đấy. Thì thế là cô tối qua cũng ngủ đây luôn ạ? Ừ, tối qua cũng ngủ đây. Cô có ngủ được không? Không ngủ được. Vâng, thế tốt quá. Cháu sợ là những bệnh nhân mà trở về từ nước ngoài thông thường là bị lệch múi giờ ấy. Đúng là rồi. Hay bị khó ngủ ban đêm. Đúng thì, rồi. Nhưng mà cô đã trở về Việt Nam từ một tháng nay rồi cô nhỉ? Đúng rồi, cô về một tháng rồi. Vâng, đấy. Nói chênh nhau nhưng mà chỉ trong hai đêm là cô cũng thấy ngủ được, tại vì cô cũng thích về cái môn thoa bóp bấm huyệt rồi về thuốc nam này. À. Thì cô cũng học trên mạng, cô cũng tự xeo bóp bấm huyệt, nó cũng đỡ, là về là cũng ngủ được ngay, nó cũng không bị. Vâng. Em không bị tê mấy, trước này cũng năm ngoái năm kia em. Em chỉ đau chỗ này. Vâng, em bị đây giấy của em. Sáng nay là ông nắn cho chưa? Không, ông chưa. À, ông em chưa. Em bị thì để ông tí nữa ông hóa, đốt xem qua cho. Thoát vị đứa ạ. Đây ông bác xem cái giấy của em này. Hey, cô xuống phòng trị liệu nhé. Vâng vâng. Xuống phòng trị liệu đi. Vâng. Phòng trị liệu chữa luôn cho cả thoát vị luôn. Đúng rồi ạ. Quay luôn. Đây em ơi. Phải quên luôn nha, cái C5 với C6 nha. Vâng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi hả cô? Cô 60. Cô 60 mà cô trẻ thế. Cô trẻ gì nữa. Trẻ mà còn đẹp nữa ấy, thật sự luôn đấy. Không đẹp. Đây, cháu quay lên là quý vị cũng đánh giá nhá. Cô 60 tuổi mà nhìn cô rất là đẹp. Cô sinh năm 1963. Vâng. 1963. Thế thì cô còn nhiều tuổi hơn cả mẹ cháu mà. Mà nhìn cô trẻ hơn mẹ cháu ấy. Trẻ đâu, cô vất vả lắm. Đây thầy Lập sẽ trực tiếp kiểm tra đốt sống này của cô xem. Em ơi, lùi xuống một tí đấy. Rồi. Có thấy đốt nào có vấn đề không? Có. Đâu, đốt nào ông có thể chỉ cho quý vị khán giả xem không? Đây. Con sờ xem nào. Đây này. Đấy. C5. Cố gắng nha. Cố gắng nha cô nha. Cái đốt C5 của cô ấy là bị làm sao hả cô? Thoát vị. Bảo đốt C5, C6 mà. À thế cô đi kiểm tra thì bác sĩ bảo là đốt C5, C6 hả cô? Cô đi chụp cộng hưởng từ. Đấy là lý do vì sao mà Đạt luôn luôn nói với quý vị là đi đến đây ấy, thì là nếu như mà có ảnh chụp mà kết quả thì càng tốt, còn nếu mà không có thì cũng không cần thiết, bởi vì là các thầy là sờ vào đốt sống nào là các thầy biết ngay. Đấy, cho nên là đây là cái phòng chẩn trị mà chẩn đoán qua gọi là nắn chỉnh sờ tay là đã biết rồi. Ổn chưa ông? Cái đốt sống đấy vào vị trí chưa? Ổn rồi. Còn cái cổ nữa. Cổ của cô nữa. Nhìn mà học nhá. Sau này cũng chữa bệnh cứu người nhỉ? Con có thích sau này làm tiến dịch lên bác sĩ không? Bỏ con có. Này. Xong rồi, xong sau này con làm bác sĩ chữa bệnh cứu người nhá. Vâng. Bây giờ đến cái cổ nào.
Cái đốt sống lưng là ông nắn vào đúng vị trí rồi chứ không? Xong rồi đấy. Vâng. Cái gáy cô thì như nào không? Đấy, thoái hóa. Thoái hóa thì nó bị cộn dần kinh này. À. Nhà con đi ra khỏi tối mà. Nó hơi đau chút thì cô cố gắng nha. Đấy, nó cộn toàn bộ dây thần kinh của gáy này, thành cái u. À. Cô có hay bị chóng mặt không cô? Không chóng mặt mà cứ đi làm 2-3 hôm là nó đau. À, thỉnh thoảng là bị chóng mặt à cô? Ừ. Vâng. Yên tâm đi, cái vấn đề chóng mặt này thì xử lý được. Đấy, nó gù rồi đấy. À. Tan rồi đấy. Gù tan rồi đấy. Hồi nãy cái ông liệt nãy trả xuống làm quay ông trực tiếp luôn. Sướng. Ông người ấy, người gì đấy? Thụy Sĩ. Thụy Sĩ. À. Chú bảo là cái tay của chú ấy nhẹ lắm rồi đấy. Tay nhẹ, chân thẳng tắp. À. Bị đau cái vai phải này. Cô này là cái vai phải này nặng hơn. Vai bên này. Bên này cũng nặng à? Ừ. Rồi. Các bạn ngồi dậy không? Từ từ đã, kệ làm thế này đã xong bắt đầu tí nữa xong. Mai ơi. Rồi. Xong chưa mà chạy. Nó đi lấy hàng mà mày dọc về đấy chưa đấy? Tao có chuyển nhau ấy. Này con đi. Rồi em ơi, ngồi lên cái đi. Tấm lưng nhà bố. Ngồi lên cái đi. Ngồi. Ok. Cái này làm xong phát là mình cảm nhận được ngay mà cô. Sáng các bác làm cũng đỡ lắm rồi. Mà thế mà sáng lại chưa gặp thầy Lập ạ? À? Chưa. Hôm nay chắc là bố đi muộn à hay là không? Cô cũng sống sớm nha bác nha. Bác Lập à? Làm bác Lập. Thử nào. Sao rồi? Vâng. Xuống đứng xuống xem cái vết thoát vị nào, cúi cho lên cúi xuống nào. Cúi hẳn người xuống. Cúi. Thả người xuống, thả xuống. Rồi, lên thử nào. Còn đau không? Không đây đâu. Hết chưa? Vâng. Ngồi xuống thử nào, ngồi xuống bật chân lại. Nào. Rồi, đúng rồi. Đứng lên nào. Chúng bỏ tay ra không phải chúng tay. Ngồi xuống, không phải bấm tay nữa. Đứng dậy. Có vấn đề gì nữa không? Không. Hết chưa? Nhẹ chưa? Vâng, em cảm ơn nhé. Rồi, ok. Cháu có biết được thông tin là ở bên đảo Ship đấy là cái chỗ mà cô đang ở đấy là cũng có rất là nhiều người theo dõi cháu đúng không ạ? Ừ. Vâng. Cô có lời nào muốn nhắn nhủ với người thân của mình ở bên đấy không ạ? Cô muốn nhắn nhủ nếu ai mà bị bệnh về xương khớp ấy thì yên tâm đến đây và trung tâm gì nhỉ? Phúc Lâm Bảo Đường. Vâng, Phúc Lâm Bảo Đường. Là mọi người bác sĩ ở đây là phục vụ rất tận tình rồi là rất chu đáo.
và bác sĩ chữa bệnh rất là tốt, nhanh khỏi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Có mấy bác ấy vâng. Đến bảo là mới được 2 hôm ấy. Vâng. Thế bảo là đã đỡ lắm rồi. Vâng. Nói chung là cũng tùy cơ địa đấy, có người thì 2-3 hôm, có người thì cũng phải đến 10-15 hôm thì nó mới... mấy bà là 2 hôm là cũng đã đỡ lắm rồi. Vâng. Ừ. Vì cô thì ở với ông chủ người Anh ấy. Vâng. Thế là cũng có thời gian này, hôm nào ông cũng thấy cô xem kênh Việt Nam mà hôm nào ông cũng mở, nhưng mà cô thích xem của cháu vì cháu là rất là vui tính, dí dỏm mà lại tốt nữa. Vâng. Đấy hôm cái thằng này cu này này. Thì ông cũng khóc, cô cũng khóc nhá. Bảo là chết thôi, thương nó cứ khóc như kia thì trông khổ lắm thế. Đấy, thế mà không ngờ là nó lại. Vâng. Đấy, không ngờ là nó như này rồi, hôm nó cứ dẫy thần thận lên ấy, bảo thế này thì nắm nào được, nó bị bệnh não thế mà. Hôm nay giỏi lắm rồi. Yeah. Vâng. Con cảm ơn bà đi. Con cảm ơn bà. Ngoan nhá. Hay là ăn trong lớn nhá. Bà chúc con hay ăn trong lớn. Đấy, qua cái video này thì cháu cũng xin được chào ông chủ người Anh của cô Xuyến nhá. Cháu chào chú ạ. Vâng. Cô cảm ơn cháu. Vâng. Rồi, thế thưa quý vị là chắc là Đạt bây giờ sẽ thu xếp đi đón Trá và đưa Trá đi ra nhà bà Chắt để thăm lại nhà bà Chắt, sau đó là dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đến Tết rồi. Ok. Đi. Ừ, đi thôi. Vâng, kính thưa quý vị thì phái đoàn của Đạt đến rồi. Hôm nay gồm có 7 người. Gồm có em Hiệp lái xe này, anh Mạnh quay phim này, Trá này, Vương này, vợ Đạt là Duyên này, và em Phùng Phúc Dũng. Đấy, nói chung là phái đoàn hôm nay rất là đông. Đang thì chuẩn bị đến nhà bà Chắt đây. Đến nhà bà Chắt thì chúng ta sẽ mua một ít chăn gối, rồi thì chăn gối này, rồi thì đệm có phải mua không nhỉ? Có phải mua. Đến nhà xem là nhà của bà cần thiếu gì thì mình đi. Ừ, đấy, xem là nhà bà thiếu cái gì thì mua cái đấy. Có thể là kể cả nếu như bà nhà bà mà thiếu bếp ga thì mình mua bếp ga luôn. Đấy, cho bà nấu nướng rồi thì sinh hoạt nó thuận tiện nhất. Trá chào khán giả đi. Chào quý vị khán giả. Dạ con chào quý vị khán giả. Dạ con chào quý vị khán giả. Vương đâu? Vương đâu? Chào quý vị khán giả. Dung đâu nhỉ? Con chào quý vị khán giả. Ừ, đấy. Dừng đi. Ôi giời ơi. Nóng thôi. À, đếm kiểm tra quân số xem có đủ hay không. Nãy giờ đi lại rơi hết rồi. À đúng rồi. Trá này, Dũng này. Đây con. Đấy, nhấc xuống. Ôi giời. Vương này. Ý, phái đoàn thì mình hôm nay cũng đông đấy. Hết rồi. 3, 4, 5, 6, 7. Mọi người đó đâu? Mọi người 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mọi người mới rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa? Mới mọi người. Kìa. Còn anh quay phim. Vâng, thưa quý vị và các bạn thì
tổng đoàn đạt đến rồi, hôm nay là gồm có 7 người. Thì bây giờ là sẽ đi vào đấy để xem là liệu rằng là bà Chắt là có nhà hay không nhá. Thì là thưa quý vị là Đạt cũng có nhận được 100 đô Mỹ là của một vị khán giả gửi cho bà Chắt, thì hiện tại bây giờ vẫn còn ở đây. Và cô Xuyến từ đảo Ship ấy, vừa nãy có trao đổi với cô thì cô cũng gửi cho 200 ngàn nữa. Thì là lát nữa thì Đạt sẽ trao cho bà luôn. Và hôm nay là Đạt sẽ vào nhà bà xem là bà còn thiếu thốn cái gì thì Đạt sẽ sắm sửa cho bà, để bà ăn Tết cho nó ngon nghẻ. Hôm nay là dọn dẹp nhà cho bà sạch sẽ. Mà còn không biết là có bà ở nhà không đây. Điện thoại thì bà không có. Nắng không? Trá đâu? Ở đây là có ai chưa vào nhà bà Chắt nhỉ? Có em. Con chưa vào đúng không? Đố biết là nhà bà ở đâu? Bà kia. Vương đi rồi. Đây, thưa quý vị, đây là nhà bà Chắt đây. Không biết là có bà ở nhà không? Chào bà. Ôi, chào bà. Bà ăn cơm chưa bà? Đây, bây giờ đang sắp ăn. À, đang chuẩn bị ăn cơm à? Cho nó ra bờ hồ chơi. À, vừa mới cho bạn ấy ra bờ hồ chơi hả bà? Bờ hồ vừa dẫn về. Vâng, hôm nay bọn cháu lên đến đây để thăm xem là dạo này tình hình bà thế nào rồi. Hai nữa là trời nó cũng đang thì lạnh ấy, thì cháu thấy là bà ở cái giường này thì chăn chiếu vẫn còn thiếu ấy, thì cháu đến thiếu đây chăn. Dạ. Đây chăn, giường nó bé chật quá trời. À chưa thế có ạ. Đệm anh ạ. Chưa có đệm. Đệm ngoài đời. À thế bà có muốn lắp đệm vào không? Đệm cồng kềnh quá. Hôm nay bọn cháu là đến là để dọn dẹp nhà cửa cho bà nhá. À có đôi dép mới này. Đôi dép mới cả dép đi. Đây. Đôi dép này là ai mua cho đây hay là bà mua cho đây? Bà mua. Nào, đi dép mới nhá. Này mình đi dép mới cho này. Nào, đi không? À trần đây. Bỏ muôn năm không đi thế là phải luyện mãi, đi cởi ra là cứ như giòi thế là sợ. Cầm cho anh một cái mic. Bây giờ quen rồi. Nào. Xem nào. Mấy ngày hôm nay một tuần. Ui dép đẹp nha. Một tuần xỏ rồi quen rồi. À chân này nữa. Cũng biết co chân lên để đeo đấy. Nào. Đệm giường nó bé chật quá. Ừ. Rồi dép đẹp nha. Dép đẹp nha. Đấy mà đi chơi lại dễ bỏ. Đấy thì khả năng là mua cho. Mua quần áo. Ừ mua ít quần áo mới cho bạn ý. Bà nhỉ. Nó mới mua rồi đi ra bờ hồ và để cho tôi cái quần cho cái thằng ngố này, thế cái chú nhìn cả ba nhìn cả bà thôi, còn kỷ niệm bà cái quần đấy mà. Thế lại không lấy tiền của bà. Đông này thì có nhiều quần áo ấm thì nó vẫn tốt hơn mà. Bảo nó vừa còn rộng thì chiều để ra mua cái nữa, nhưng mà nó vừa khít quá thôi chị chả mua nữa. Vâng. Một loạt quần áo như nhau. Vâng. Mua cái mỗi cái. Về vội vàng lại lái xe ra là gầm mẹ mặc bộ quần vàng cái quần chồng chú nhau. Thế là mấy hôm nay là bà có làm gì không hay là chỉ quanh quẩn ở nhà thôi? Quanh quẩn ở nhà. Thế tiền kia bà đã tiêu hết chưa? Tiền chưa, còn tiết kiệm thì không có, đến lúc cuộc cơ đấy. Vâng. Nhờ đấy. Người cũng phải ăn, tiền. Ăn cơm cháy. Cơm cháy. Đây. Vừa mới cắm điện, đấy, nó ngồi nó cứ vặn mãi đồng hồ. Phải dẫn sang nhà bên ngồi núp để cho đồng hồ nó chạy hết đã. Bạn ấy chưa biết ăn. Bạn ấy chưa biết ăn như thế nào. Với này ai cho cái gì cũng phải bà đón xong là bà bón cho, không ngon nó cứ vứt bỏ. Mà người ta cho miếng chả hay là miếng bánh gì đấy là nó cầm tay xong nó lại vứt bỏ. Thế bây giờ nó lại thò cái bệnh dùng. Bạn ấy mà. Vâng, thưa quý vị thì chương trình hôm nay là Đạt muốn đến đây để gọi là mua chăn màn cho bà.
cũng như là mua thêm quần áo mới cho bạn Giao cũng như là bà, nhưng mà bà có chia sẻ là bây giờ là quần áo là nhiều lắm rồi. Đấy, chăn màn là cũng rất là nhiều rồi, đệm cũng có sẵn đây rồi. Đấy, nên là chắc là cũng không cần phải mua thiết, không cần phải mua thêm cái gì nữa cả. Thì là chắc là hôm nay là Đạt sẽ cho phái đoàn dọn dẹp nhà cửa cho bà sạch sẽ đi, cho nó gọn gàng ấy bà nhỉ. Được không bà? Dạ. Dọn thế này rồi chật quá để vào đâu. Dọn dẹp cho nó đồ đạc, cho nó gọn gàng lại, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. À Tết thì cái nhà kia nó còn nấp mất dạy này, nhà kia nấp mất dạy này. Mấy nhà này đang kêu oai oái này. À, nó mưa dồn mưa dập ngày hai ngày, cái mưa to hạt cái là nó úng nước nó chìm. À, ấy vừa bảo nó bảo thanh niên bây giờ mà không để ý cái dòng chảy suốt từ dọc từ đời xuống đời. Vâng. Mấy năm phải đi khói đấy, bảo nó mới chìm thì vâng. Nhà này với nhà thợ mày này nó chìm sâu nhất. À, vâng thưa quý vị, thì sau khi đến đây thì có trao đổi qua với bà Chắt thì bà cũng chia sẻ là hiện tại bây giờ là bà cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa, bởi vì là bà sẵn để sẵn quần áo như thế này là để chuẩn bị là khi nào mà nước lên ấy thì là bà sẽ có thể là chạy được. Bởi vì khi mà nước lên ấy thì là bà có chia sẻ là nước nó sẽ ngập đến đến ngang đùi người, ngang đầu gối người này. Thì chắc là nó phải đến cái vạch này. Đấy. Thì khi mà nước mà lên như thế thì bà để quần áo như thế này để dễ dàng mà là di chuyển. Đấy. Thì cho nên là không cần phải dọn dẹp gì nữa. Và bây giờ là hiện tại bây giờ nhà thì cũng đồ dùng cá nhân rồi sinh hoạt gia đình là cũng không thiếu thốn cái gì nữa cả. Thế nên cho nên là chắc là Đạt sẽ trao cái số tiền mà lúc nãy là Đạt có nói là 100 đô, nhưng mà khi mà kiểm tra lại thì đây, cho quý vị xem đây. Đây là cái biến động số dư của cái tài khoản mà hôm trước Đạt có đăng lên trên kênh đấy. Thì là cái hôm mà Đạt đã rút 9.600.000 này là gửi cho bà đây này. Đấy, 9.600.000 này. Đấy, có nhìn rõ không anh? Có. Đấy, 9.600.000 này. Thì là sau khi mà cái 9.600.000 đấy được rút ra thì có một cái mã cộng này là 1.237.000 chứ không phải là 100 đô. Đấy, của Thị Vi Trần đây này. Đấy, có khán giả tên là Thị Vi Trần này. Đấy là 1.237.000. Đấy, cộng với cả cái số tiền mà 200.000 vừa nãy là cô Xuyến ở bên đảo Ship cô đưa ấy, là thành 1.437.000. Thì em lấy số tiền đấy cho anh. Thế còn cái này là cộng 575 Việt Nam đồng này, là không biết là cái trả lại tiền gửi tại... trả lãi tiền gửi. À, trả lãi tiền gửi tại số tài khoản. À, rồi. Đấy, thế là cái tài khoản này thì Đạt cũng lập, cũng không giao dịch cái gì cả. Chỉ có từ cái lần mà... ấy, phát rồi. Từ cái lần mà đăng lên ủng hộ bà Chắt ấy, thì là mới có người chuyển tiền vào đấy. Tất cả là như thế. Thế còn đây là cái số tiền mà... 1 triệu này, 2 này, 3, 4, 5. Đấy, chính tròn là 1.500.000 đưa cho bà.
Đây con xin được gửi cái số tiền này là của quý vị khán giả Thị Vi Trần cũng như là cô Xuyến gửi cho cô cho bà nhé. Vâng. Đấy thì qua đi. Vâng. Bà xin bà cảm ơn các mạnh thường quân nhiều. Vâng, đấy thì cố gắng là cái số tiền lần trước thì bà chia sẻ là vẫn còn đúng không bà? Vâng. Vâng, đấy cô bà cố gắng để giữ cái số tiền đấy để khi mà cần thiết gì thì mình sử dụng bà nhé. Đấy thì còn hôm nào mà ví dụ mà nó bị ngập nước cao ấy thì là cháu sẽ về đây để cháu đón bà coi là chạy lũ được không bà? Đấy thì còn cái trường hợp như bệnh của bà ấy thì là cháu cũng đã họp với cả tất cả các thầy ở trong Phúc Lâm Bảo Đường ấy, thì là các thầy xem qua video thì thấy là cái tình trạng của bà là nói chung là cũng khá là khó bởi vì bà đã bị còng lâu rồi ấy. Đấy. Sức khỏe của bà cũng yếu nữa. Bây giờ ví dụ mà nắn chỉnh cho bà mà nó xảy ra một cái sự cố gì đấy là rất là nguy hiểm bà. Đấy, cho nên là cái này thì để lúc nào thì trời nó lũ mà mưa lũ thì cháu sẽ ra cho đón bà thôi bà nhá. Bà yên tâm đi, cháu sẽ đón bà đi chạy lũ. Ngày thì còn dắt thằng này chạy được thì đồ đạc quật lên giường lên phản. Còn đêm cháu biết chạy đâu, ở nhà người ta ngủ hết ạ. Bên nhà bên người ta cũng chạy nhà người ta. Bà cứ yên tâm đi, kể cả cháu xem thời tiết nếu mà nó mưa nhiều ấy, mưa mà nhiều nước đấy là cháu sẽ kể cả đêm hôm cháu cũng đến cháu cũng hỗ trợ cho bà. Bà yên tâm nhá. Bà cứ yên tâm đi. Thế còn bây giờ thì ở đây thì chẳng có việc gì để làm rồi. Nên là chắc là phái đoàn của Đạt đến rồi, xin phép được di chuyển ra một cái nhà hàng nào đó để đi ăn thôi. Nhá. Thì bà chuẩn bị ăn cơm rồi à bà? Vâng. Thì hôm nay là nhà mình ăn cơm với món gì đấy bà? Ăn cơm có thịt, có cá mắm. À, có thịt, có cá mắm rồi à? Thế bà đi ăn nhà hàng với cháu đi. Đi không? Ôi chả đi. Đi ăn có xúc, có bà được rồi mà. Bà ăn có nước. Run quá đúng không bà? Run quá, nó nật đổ hết thế. Cơm nhà để cơm nó nguội nguội là sắn từng cục rồi. Rồi. Rồi, thế thì bà cố gắng nhé. Thì cháu xin phép cháu đi thôi. Vâng. Cháu tạm biệt nha. Cái tình trạng bệnh của bà ấy, hiện tại như là nếu mà điều trị thì mình sẽ chắc chắn là sẽ không điều trị được với cái vật lý trị liệu. Nhưng mà thuốc thì vẫn có thuốc để uống cho bà. Thì con nó đỡ. Vâng, nó sẽ đỡ dần dần, nó sẽ không nhanh bằng kết hợp vật lý trị liệu bởi vì bệnh của bà sẽ là bà đã bị nặng rồi. Nên là mình vẫn có thuốc để con bảo bạn kế toán bạn sẽ gửi thuốc ra cho bà nhé. Để bà rồi. Uống cho con nhé. Đúng rồi. Nói chung là để cho hỗ trợ cho bà nó sẽ đỡ phần run cho bà và vỡ đau nhức bà. Vâng. Đấy, đúng rồi. Đấy, anh cũng không nghĩ ra. Vâng. Từ hôm em mà đi với anh thì có phải thấy không? Thôi được rồi, thế thì để cháu ngay ngày mai cháu sẽ cho chuyển thuốc về và cho bà dùng bà nhá. Vâng. Và thì em có thể hướng dẫn qua cho bà luôn tại đây luôn. Hỏi thăm các cô ấy mãi bảo có thuốc nào. Các cô ấy bảo chả có. Và thuốc thì chắc chắn là sẽ có nhưng mà thuốc nếu mà mình mấy bảo hoa viên dưỡng não thì uống nhiều nó cũng đỡ cho bệnh nhân tắc thì thường. Dạ nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ vẫn hỗ trợ cho mình. Vâng, nhưng mà cái này là nó do cái phần dây thần kinh của mình nhiều nó bị run như vậy bà nhá. Nên là sẽ có thuốc để hỗ trợ cho bà để bà nói chung là uống thì nó sẽ phải giảm dần dần thôi. Nó không thể nào giảm nhanh được đâu ạ. Cái bà nàng bền này, bà ấy còn dầu này, còn dầu, bà còn dầu này, bà còn trai. Vâng. Còn đi cấp cứu bệnh viện, thế viện giả về điều trị ở nhà. Thế bà sợ bà bảo thế tôi mà đi viện thì tôi chả có ai. Vâng. Con sẽ gửi cho bà là cả thuốc uống này, cả thuốc xoa bóp với lại cả thuốc ngâm chân cho bà nhé. Thì đấy, cái thuốc rượu đầy rượu. Vâng, thuốc xoa bóp thì con ngâm sẵn rồi. Bà cứ về bà cứ đổ ra cái bông gòn ấy xong rồi bà chấm vào những cái chỗ đau nhức bà xoa bóp cho con nhé. Còn thuốc ngâm chân thì bà ngâm buổi tối trước khi đi ngủ ấy. Bà nó đau nó người nóng nó chả đau vậy nó lại còn xuôi xuống gối thế mới đi. Vâng. Cái ngâm chân này để cho nó điều hòa dây thần kinh đi toàn cơ thể. Nó điều không cái khí huyết của mình ấy bà nhé. Nên bà ngâm cho con với lại cho nó ấm ra bàn chân nữa. Và với lại kết hợp với thuốc uống nhé. Để hôm nay để con gửi cho bà thì con về con bảo bạn kế toán sẽ gửi ra cho bà nhé. Bà không có điện thoại à bà? Bà dùng trẻ nó chả đi làm xin giúp việc thì đi đúng giờ cô cũng chả gọi. Thế là nó cứ nạp sim vào nó lại tước mất số sim bà chả gọi. Thế ạ. Vâng. Thôi được rồi, thế thì để ngay ngày mai cháu sẽ cho gửi thuốc vào cho bà nhé. Rồi chắc bây giờ cháu xin phép cháu đi đây, không có muộn mất rồi. Cháu ơi,
ăn không đói bụng. Dạ vâng ạ. Vâng. Dạ vâng, thì con chào bà nhá. Con chào anh nhá. Chào bà. Nó mệt lắm, phải giữ tay nó. Vâng. Đi. Bà chào anh. Dạ vâng, thôi hai anh em mẹ con đi ăn cơm đi bà nhá. Vâng. Cháu về đây ạ. À, vâng, thưa quý vị, thì Đạt cũng chỉ tranh thủ một tí buổi trưa này thôi, tại vì là lát nữa là ăn uống xong là phải về cho Trá nó về chiều nó còn đi học nữa. Thì anh Trá đi học buổi sáng thì con ở Phúc Lâm Bảo Đường thì con chơi với ai? Con chơi với cô Hương. À cô Hương à? Cô Hương kế toán à? À, à không, cô Hương ấy. À cô Hương, rồi rồi. Ừ. Cô Hương mà bị tật nguyền này đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, bạn Dũng này thì rất là quý cô Hương. Quý cô Hương ấy, xem chắc con xem cô ở trên video à? Vâng, con xem bố mấy cô ở trên video ấy. Thế là lúc ý là chắc là bố chưa ra gặp con đúng không? Hay tối nay cho con ngủ với cô Hương nhá. Không á? Con ngủ với anh Trá. Ngủ với Trá. Nhìn Trá được bế kìa. Như em bé. Em bé Trá. Em được nhiều bạn. Tình hình là tối nay chúng ta sẽ đi chơi nhá, đi chơi đi ăn xong là đi cho Trá đi chơi khu vui chơi giải trí nhỉ. Có cho Dũng Dũng đi không nhỉ? Dũng có đi không con? Có. Con có chứ. Con có. Hay cho Dũng ở nhà nhỉ? Không. Thế con đi với ai? Con đi với bố. Mà bây giờ mọi người bảo là không cho Dũng đi thì làm nào giờ? Làm nào bây giờ nhỉ? Chết rồi. Bây giờ ấy, cái quyết định mà Dũng đi hay không là phụ thuộc tất vào anh Trá. Thế có cho đi không nhỉ? Theo anh Trá thì có cho em Dũng đi chơi không? Thôi cho em đi cùng nhỉ. Thôi cho em đi cùng. Cứ ngủ để làm nào. Chắc là phải cho, không cho thì chắc là Dũng chắc là phải không ở nhà đâu. Nó chạy theo rồi. Thế nhưng vương. Mà không nó cho Dũng, em Dũng đi thì đi luôn chắc là em Dũng không. À. Ừ. Thế Vương, ý Vương thế nào? Có cho em Dũng đi không? Dạ. Dạ có. Phong cảnh có đẹp không em? Dạ đẹp hết. Dạ có. Dạ có. Dạ đẹp. Dạ đẹp. Nhưng Vương mới hôm nay đi lên đó nhiều hơn rồi đấy. Trả lời ngắn gọn nhưng mà xúc tích. Đó. Vương này thì là nó cứ bị gọi là dị ứng máy quay. Nói chuyện là nó vào thẳng vấn đề luôn. Ừ. Dị ứng máy quay. Con gì kia hả Trá? Dạ. Con gì kia? Con này con gì? Ờ, đây là hai con bò. Con này là con gì nhỉ? Con bê. Bê. Con bò mà. Con bê. Con bê. Con bê là con của con bò. Con của con bò. Con này mà bảo là con bò. Con bò. Con bê. Con bê đó con. Con này nó kêu gì? Con này nó kêu thế nào? Là ma. Ma. Bê. Đấy. Con bê thì nó kêu là con để ý nha, con bê thì nó kêu là bê. Đấy, còn con bò nó kêu là bò. Ê cơ mà. Con đâu? Con này nó kêu là ta là con bê. Con bê thì nó kêu là bê. À, đấy là con mẹ rồi, đúng không? Con dê nó sẽ kêu bê. Con chó nó kêu nào nhỉ? Chó á? Con mẹ thì meo, meo. Con chó con, sẽ là con chia ra thành con chó con và con chó mẹ. Con chó ấy không phải là nó kêu gâu gâu thế đâu. Làm gì có con chó nào, bố chưa bao giờ nghe thấy con chó nào kêu gâu gâu với cả. Chó nó phải kêu à? Thế này mới nghe bạn Hiệp mà sủa tiếng chó đấy các em. Đồng loại của Hiệp sủa tiếng chó đấy ra nào. Không giống. Chó à, đây anh cho mình à. Bây giờ nhá, biểu con chó nhá. Chó đấy. Chó mà bị đánh ấy là nó phải kêu. Này, thử này. Vẫn chưa giống lắm. Này, phải nhìn anh này. Chưa đúng nữa. À,
anh kêu tiếng con gà mà bị bắt thì anh. Con gà bị bắt thì nó kêu như nào cho Hiệp thử thế nào. Hiệp. Không phải. Nào, cho Trá thử thế nào. Con gà bị bắt được kêu như nào? Con gà con không biết. Con thấy con gà kêu. Con chưa bắt gà bao giờ à? Con bắt nhưng mà con gà kêu nhưng mà con quên con gà kêu gì nhỉ? Có cần bố kêu thử cho em nhớ không? Con gà mà khi mà mình cầm vào cái cánh của nó, mình hai cái cánh mình nhấc lên nhá, nó kêu à? Kêu. Được rồi. Không phải. Con gà để trứng nó kêu nào. Không phải đâu, cái tiếng Hiệp kêu đấy là tiếng mà lúc mà mình lại gà đổ trứng mà nó mới kêu thế. À, gà mái gọi trống thì nó kêu nào. Gà mái gọi trống lại kêu thế. Đây. Chuẩn đấy. Giờ là em Hiệp em rất am hiểu về thú vật học đấy. Con súc vật học. Em còn biết tiếng của con gì nữa? Em biết tiếng Anh. Tiếng Anh á? Dạ. Thử nói thử xem nào. Đấy là tiếng Anh. Tiếng của anh ấy. Anh từ khỉ chưa? Vâng, thưa quý vị, thì đây là một cái khuôn viên nhà hàng tại suối 2. Thì là ngoài nhà hàng này là nó cũng có cái chỗ ra đây để vui chơi này. Đấy, ngắm cảnh suối 2 Ba Vì. Có một cái xích đu đây rồi. Ủa, ghê đây. Hả? Đấy. Vâng, thưa quý vị, và với một cái khung cảnh đẹp như thế này và với cái thời tiết như thế này thì khi mà ngồi đây thì Đạt cảm thấy là tha hồ mà chết nắng. À, đu. Ơ, cái này hình như là hơi vướng này. Con nhấc dịch cái này để bố đu đấy. Đấy, đúng rồi. Nào. Đu. Vướng đẩy ra anh với. Để cẩn thận anh bay xuống sông. Nào, giữ chắc vào nha. Bấu chắc vào. Không bao giờ bay xuống. Đâu. Thôi, cẩn thận đấy em ơi. Thôi. Em đứng đây mà. Đứng đây lật cả cái đấy. Tí nữa cả sữa chỉ còn lật cả cái bè này. Đây lúc nào cũng phải giữ vào áo thằng Dũng này rồi. Bố sợ. Sợ chứ? Bố không sợ chắc là em sợ rồi. Đâu, em không sợ. Em không sợ sao mà em lại sợ bố lại cắn cái áo. Em bố sợ bật lửa đâu. À, đâu. Kìa. Kiểu quần á. Anh nào. Bye bye. Bây giờ mà tháo cái dây này mà thả ra là chắc Vương không vào được đâu nhỉ? Sao không vào được? Có cái đó là vào được. Ừ. Em mới biết mở cái đó thế. Ờ, có không? Hai cái cây luôn kìa. Bây giờ phải đi bằng máy. Nó thêm đi vào vòng đi. Dũng ra đây lần nào chưa? Con... Chưa? Con ra rồi. À, ra rồi á? Ra lâu chưa? Ra từ lúc... 3 tuổi. 3 tuổi á? 3 tuổi mà vẫn nhớ. Ừ, ừ đúng rồi. 3 tuổi với nhớ em gọi này. Đồ chưa? Ừ. Anh 6, 7 tuổi anh vẫn chưa nhớ kia chỗ vui chơi kìa. Đi sang bên đấy đây. Đi. Đi. 3 tuổi với nhớ. Giỏi này. Điều sập cũng vậy. Sập thế nào được? Bên này chưa đây. Đứng lên xuống kia kìa. Đứng lên xuống mà chúng tôi đi. Bảnh đẹp không? Anh Mạnh hôm nay tí thụt. Ai thụt à? Anh Mạnh.
cái gì kìa. Đang tất cả camera hạt luôn. Nào. Bơi, bơi đã lắm. Cẩn thận nhá. Chúng ta mong bơi liền bơi đó. Bơi luôn. Giáo không? Em giáo rồi đó. Hát karaoke không được. Giáo rồi đó. Ừ. Không. Sâu lắm đó. Bên kia không biết là không phải cắm nữa. Đi cháu ơi. Bé nhá. Ừ, bé cơ. Con này là con gì nhỉ? Con hổ đấy á? Phải không? Con hổ sao mà lại có tóc dài thế? Con đừng ngồi lên xem nào. Con sư tử. Con sư tử. Sư tử. Sư tử. Chà lên đi, chà lên đi. Đợi, đợi, đợi tí nữa. Đẩy được không? À. Đi lên đi. Bằng cơm, đây là chạy bằng cơm. Động cơ chạy bằng cơm. Cháu mất giờ. Cháu mất giờ. Cháu mất giờ. Đấy, chúng ta đang chơi đu quay vừa bằng động cơ chạy bằng cơm đấy. Đây là cuối động cơ của cha. Đạt lên nó đi đã lắm. Sao mà nó quay không em mày? Em quay cho. Được. Anh vừa quay. Thử lên con chó đi. Này nào. Quay đi anh ơi. Đấy. Hai động cơ chạy bằng cơm. Sơ đi vô sơ. Vô sơ. Ui, ui nghe. Yes. Đù. Ờ, chơi này vui vết đấy nhở. Hay đấy, thằng nào trẻ con nó thích thế. Có đâu mà cái này là chậm á. Nhanh nó mới đã nữa. Kiểu có sập không vậy? Kinh. Mảnh tí rứa. Em đẩy được, nãy anh đâu em cũng đẩy được. Vương khỏe ghê đấy nhở. Đấy, động cơ chạy bằng cơm đây. Khỏe ghê đấy. Ui, ui, ui. Nghe cũng hơi chóng chóng mặt rồi đấy. Mà thằng Vương nó mặc cái quần mới này đẹp nhở? Rất là đẹp trai luôn. Nào, cho xuống, cho xuống. Đấy, thưa quý vị là Đạt vừa mua cho Vương cái quần kìa. Nhìn thanh niên không? Sang đây xem nào. Quần đẹp nhờ. Chính ra em mặc cái quần màu sáng này, nhìn nó trẻ, nhưng mà nhìn nó sạch sẽ. Đẹp đấy. Còn đây là giày của cô Dung mua cho từ hôm nay này. Mới tinh luôn. Thôi, chuẩn bị vào để ăn uống đi. Không có đến lúc là muộn mất giờ học của Trá. Vâng, thưa quý vị, là đến hôm nay thì là lưng của Đạt là đã khỏi 100% rồi. Bây giờ mình không còn đau một tí nào nữa rồi. Đấy. Ok chưa? Đấy. Đấy, nhờ có các thầy quan tâm mà sức khỏe của Đạt đã được cải thiện 100% rồi. Bây giờ không đau nữa. Thì uống thuốc, phải uống thuốc mất khoảng tuần đấy. Thì uống đi, em có đun đâu mà từ hôm em có đun cho anh đâu mà uống.
đun cho người ta có một tuần thì người ta chỉ uống một tuần thôi. Máy chạy không? Vâng, thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ chúng tôi đang có một cái cuộc thi ném liệng đấy giữa Đạt và em Hiệp. Thì theo đánh giá tương quan lực lượng thì Vương nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng? Đạt. Con nghĩ là ai sẽ là người thắng? Con nghĩ là bố. Ừ. Thế Trá, Trá nghĩ là ai sẽ là người chiến thắng? Thế thì con nghĩ là chú sẽ thắng. Chú sẽ thắng. Mày thằng này toàn cổ vũ cho đội bạn ấy nhỉ? Em nghĩ ai thắng? Em nghĩ là anh thắng. Ừ, được. Vì là ba người cùng một con thì con một mình cùng một bà. Nào, bây giờ cho Hiệp ném trước nhá. Ok anh. Ừ. Nào, chuẩn bị chưa? À. Ràng chưa? Wow! Tính ra được bao nhiêu cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 6 cái gì? Nhìn đây này. Nhá. Đâu? Ôi trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái luôn. Đấy. Thấy chưa? Quay cho em quăng cái nữa đi. Nào bây giờ Bố cứ mượn điện thoại chụp kiểu ảnh. Này cầm điện thoại. Để em thấy phục nhỏ. Đây nha. Không có đạn nào. Tiếp này. Nhìn này. 3 cái. 3 cái. Em là người xa nhất nè. Đâu Vương thử ném xem nào. Đây Vương ném liệng. Chúa tể ném liệng này. Vương này. Một. Alo, được hẳn một cái liền. Giỏi quá. Đây. Đây anh sẽ cho Vương cái này. Em thử ném lượng lấy tầm khoảng độ một hai cái cho anh. Cái rưỡi thôi. Cẩn thận. Một cái thôi. Từ. Em nghĩ là em sẽ ném lượng được tầm mấy cái. Ngàn cái. Đấy cái chai đó. Không nhưng mà đập vào mặt nước con, mấy lần. Con nghĩ là chỉ ba cái à? Con vì con cái cục đá này. Ném được 3 cái chỉ có được 1 cái, 2 cái thôi. Chỉ được 1 cái và 2 cái thôi. 1 cái thôi, không bao giờ được cái thứ hai. Kéo mà lại văng về đường này đấy, sợ quá. 1 cái, 2 cái thôi. 3 rồi. 3 cái. Cái hòn đá to tướng đấy, ông bảo là ông ném được 3 cái đấy chứ. 1 cái nữa. Nhìn đây này nhá. Này. Wow. Đấy, thấy không? Rẽ đường sang bên cái góc cái đường xa kia. Hiệp ném nhiều phết đấy. Anh nhá. Nào. Ôi, Vương ném. Xong đến Trá. Ném thế nào. Hai cái à? Cho Trá ném thế nào. Con xem, chắc là một cái. Xem được mấy cái. Con ném thế này bao giờ chưa? Con chưa bao giờ ném con. Chưa ném bao giờ hả? Phải chắc là một cái thôi. Nào. Ui. Ném thế thì chịu. Ok, đồ lên rồi. Ơi. Em không ném vậy mà em ném cao. À ném cao á, ném có cái ném xa gì? Ném cao chỉ một thôi. Xa được xem nào. Ừ. 1 2 3 1. Ui, xa đấy nhỉ. Đây để anh ném xa cho mà xem. Ném cao. Chắc là đẹp. Ném xa lắm. Nào xem ai ném xa anh. Nhìn này. Anh được huy chương vàng bộ môn gọi là ném bi sắt của thôn tổ chức. Trời ơi. Thấy chưa? Em sẽ ném vô đại này. Đâu? Wow, xa quá. Để con là. Ok, thôi. Đi vào đi ăn này không ấy muộn mất rồi. Vâng, thưa quý vị, như vậy là đồ ăn đã lên rồi. Đây là món gì đấy hả Duyên? Mề của đà điểu đấy. À, mề đà điểu này. Còn đây là món gì đấy? Cá suối. Đây là cá suối rán chiên giòn. Cá suối chiên giòn này. Món này là món gì đấy? Đậu phộng món à? Này gọi là món đậu phộng luộc. Còn à, đây là rau cần à? Rau cần xào. Còn món gì nữa không? Hay là Còn ạ, chưa dên hết ạ. Còn món gì? Món thịt lợn mán nướng. À, em nhớ món này như vậy. Hấp dẫn đấy. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị ăn thôi nhỉ.
mời toàn quý vị khán giả cùng ăn với gia đình của em nhá. Tay chị duyên dẻo ghê lắm. Bởi vì chị là con gái mà. Chắc không? Đói chưa? Ở đây có ai đói chưa? Có. Ai đói chưa nhỉ? Một. Ai đói nhất nhỉ? Con đói nhất. Rút tay cậu. Nhìn hấp dẫn quá nhỉ, đang đói. À, chia đũa ra đi con. Nước ngọt con đưa màu vàng, em đưa màu vàng. Này. Món hấp dẫn quá. Xin phép quý vị nhé, thử để đánh giá xem là liệu rằng cái món này thì có thể cho các con mình ăn được không? Đấy, cho mọi người ăn được không? Ăn được. Ừ. Đây. Mời quý vị nhé, đây là món dạ dày đà điểu này. Rất ngon, giòn. Ngon lắm. Hai bố. Cho em một cấu chết mà. Cho nhiều đá. Con nhiều đá vào. Con uống nước gì? Con uống ít đá thôi. Chết. Con uống ít đá thôi mà họ đang viêm họng. Con uống ít đá thôi. Nhưng mà viêm họng. Uống nước nào đấy? Cả suối. Nào, ok, nào cũng ly nào. Cũng ly đây. Nào. Nào. 1, 2, 3 là đến rồi nhá. Anh em ơi. Ơi. 2, 3. Yo. 2, 3. Yo. 2, 3. Đạt đến rồi. Ngon quá. Mời cả nhà đi. Mời cả nhà. Ngon quá. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mời những món ăn giả nhá. Con xin mời toàn quý vị khán giả cùng ăn với gia đình con. Ừ. Ở trên Hà Giang có món rau cần này không? Rau cần. Không có à? Cần trong nước như Hà Giang đâu có. Trên núi. Ừ. Ăn con thấy thế nào? Con thấy ngon. Ừ. Đó là nhiều món ở đây là trên núi là không có. Ừ. Trên đấy có món ngô, đặc sản ngô. Mềm mén ấy. Chá là ăn mềm mén từ nhỏ đến lớn ấy. Nghĩa là bữa cơm nào mình cũng ăn mềm mén luôn. Không có bữa cơm nào, mà bữa mềm mén nào. Tôi gọi là bữa cơm nhưng mà là ăn mềm mén. Ừ. Ở trên đây họ gọi là bữa mềm mén luôn. Cơm. Đấy là cơm của họ đấy. Em ví dụ mà khách đến chơi nhà ấy, người giữ muốn giữ ở lại, người bảo ơi ở lại ăn mềm mén ta. Không, người ta còn người ở dưới này là ơi bác ở lại ăn cơm đấy, người ta bảo ơi ở lại ăn mềm mén, đúng không con? Ngon đấy, ăn đi nhá. Vương ăn đi Vương. À, chị ơi cho em cơm đi ạ. Dạ quá, con ngồi cho em xin bắt. Con này củ gì anh? Anh chị à, làm ơn cho một suất cơm đi chứ hả? Ừ, đúng rồi, củ động.